Sau Andros, Aisha đã cứu Ness khỏi nguy hiểm. Nhóm Wings cố gắng hồi phục ánh sáng của Google, nhưng họ lại bị tấn công bởi hải quỷ. May mắn là Aisha đã hiểu được cách để làm chúng bình tâm lại. Sau đó nhóm Wings đã khôi phục được lõi của Google và họ đã cùng nhau ăn mừng lễ kỷ niệm. Hydra tỉnh giấc. Học sinh của Anfia, cô có một tin quan trọng cần thông báo với tất cả các em. Các em biết đó, chỉ một vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ ăn mừng lễ kỷ niệm ngày thành lập trường Anfia của chúng ta. Mà giờ một chút, gì mà ngày kỷ niệm nghĩa là gì? Hai chữ thôi, siêu tuyệt đó. Nếu là vậy, thật tuyệt. Các thầy cô đã quyết định sẽ để cho buổi tiệc ngày hôm đó được tổ chức bởi các em học sinh của cô. Vì vậy, cô mong là các em sẽ làm chăm chỉ đúng với uy tín của trường Anfia. Đúng vậy, và xin cảm ơn cô đã nhắc nhở. Và bây giờ, hãy làm hết sức nào, hỡi các nàng tiên. Vậy có ý tưởng không? Mình đã có rồi. Buổi biểu diễn vẫn như trước nữa hả? Không phải lỗi của chúng ta khi chỉ biết làm nhạc. Xin chào. Nè hai anh, các anh đang làm gì ở đây vậy hả? Đi giao quà. Đây là quà tại hiệu trưởng Saladin gửi cho cô Faraganda nhân dịp kỷ niệm của trường Anfia. Còn cái này thì tặng cho em Flora. Anh biết em rất thích quà thanh cúc. Cảm ơn anh nhiều nha. Hai người là cặp đôi lỗi thời nhất trong lịch sử luôn đó. Lúc nào cũng đồng bộ. Đâu có phải. Hả? Mình đồng ý với Raven. Thử kiểm tra với vài câu đố nhỏ đi. Màu sắc yêu thích xanh lá. Còn hương vị kem yêu thích mùi gì dâu? Xuống biển hay là leo núi? Leo núi. Thấy chưa, xong luôn rồi. Quay về buổi diễn đi nào. Cần bài hát mới, một chút tươi mát và hào nhoáng, một chút gì. Mình sẽ đi về phòng, hy vọng tìm được một chút cảm xúc. Anh cảm thấy tệ thay cho họ. Em nữa, nhưng em nghĩ họ vẫn có thể vui vẻ bên nhau. Vậy chúng ta có thể giúp họ quay về lại với nhau. Vào đi. Mình không biết có muốn nói về chuyện mà bạn cũng thấy đúng không? Raven và mình không thể có cùng chung ý kiến được. Ước gì tụi mình giống như bạn và Helia. Có thật vấn đề là ở đây con? Hay bạn còn giận gì anh ấy không hề gọi cho bạn khi anh ấy đi vắng hả? Sự thật là dù anh ấy có làm gì đi nữa, mình vẫn thấy khó mà tha thứ được. Hả? Mình nghĩ là bạn nên cho anh ấy thêm cơ hội, cố tin tưởng anh ấy. Thôi mà, đi. Được rồi, mình sẽ cố. Đừng bỏ cuộc, mình biết Milsa quan trọng đối với cậu. Cậu chỉ cần chứng minh với cô ấy. Làm như dễ lắm vậy. Cậu và Flora là một cặp đôi hoàn hảo. Mình làm gì được? Tìm cách gây bất ngờ cho cô ấy. Không thể thốt nên lời. Jingle, sao vậy? Ngôi sao đó đang gặp nguy hiểm. Ngôi sao đó gọi là Hypsos. Mau gọi Flora và Milsa đi. Chúng ta phải lên đường ngay lập tức. Tụi anh sẽ đi cùng. Để anh nhắn cho mọi người.
họ đang trên đường tới đó. Wow, con tàu này thật tuyệt vời làm sao. Là gì vậy? Đang đưa hành trình vào ổn định, Twinkly. Cái này để cho lá chắn được hoạt động. Sao mấy anh có thể nhớ được hết vậy? Con lá trời núp ở đây luôn. Không, đừng có đụng vô đó. Tuyệt vời, chúng ta vừa đánh bại thành công một thiên thạch vô hại. Stingley, hãy tránh xa mấy cái nút đó và đừng đụng vào cái gì hết có được không? Dạ, được. Thôi nào, đừng có ủ rũ như vậy chứ. Lại đây ngồi với anh nè. Đâu? Đây hả? Thân kỳ, em đã làm vô hiệu quá trọng lực của tàu rồi. Mình thấy cái này cũng vui mà hả? Flora, muốn nhảy không? Em rất sẵn lòng. Tới nơi rồi. Chính là nó, ngôi sao của Hiếp Sệt. Thật là đẹp, không thể tin được. Cách lùm men của Hiếp Sệt ở ngôi làng này, chúng ta phải nhanh lên. Lỡ đang bị tấn công. Nhanh lên các cô gái, đến lúc biến hình rồi. Phép thuật Wings ngân hà. Có
dừng chuyến đi. Ở đây an toàn, tụi chị sẽ lo đám Sayumi. Chị đừng làm họ đâu, họ là các Lumi bị vô tơ biến thành kẻ xấu đó. Chị biết, cứ tin vào tụi chị. Nhanh lên Bạch Long, hút hết lõi đi. Hỏi gì cha, có cần nghỉ ngơi một chút không? Từ bỏ đi, Oskill đâu? Tốt hơn, người nên cuốn xéo về nhà của Walter đi. Ta cũng tính vậy đó, nhưng là sau khi ta lấy hết ánh sáng của Gibson. Hả? Nếu như ngươi cần thêm ánh sáng, ta sẽ tặng cái này cho ngươi. Dừng lại. Nhanh lên Star Jumpy, chơi đi, trốn chạy nào, các Star Jump. Thả ta ra. Không nghe sao đồ hư đốt, cô ấy nói là thả cô ấy ra. Cảm ơn anh Raven. Không có gì. Dạ thưa chủ nhân độc ác, nhóm Wings cuối cùng cũng đã bay đến Hipshot như là ngài mong đợi. Bây giờ đã đến lúc giải phóng sức mạnh tối thượng. Ai mà con quá giận là gì quên rồi ta. Mình sẽ được gọi đúng tên của nó rồi. Gọi là hai ta đồ ngu. Hả? Để xem các ngươi có thể giải quyết được không. Kìa. Anh sẽ quay về phối hợp với các bạn của mình. Tụi em hãy bảo vệ các Lumen và cái lõi. Tụi anh sẽ xử lý con quái vật. Cẩn thận đó, nó đang được vô to phù phép. Đúng, mình cảm nhận được năng lượng ma thuật. Hắn ta đã dùng cách nào đó để phù phép các chòm sao của Hydra thành một con quái vật Hydra thực sự. Nào các cậu, bây giờ nó sẽ là của chúng ta. Chơi thua bạo quá mấy cậu. Vì chúng ta không thể thua được. Les, khởi động lá chắn phòng thủ đi. Lá chắn. Brandon, cho con quái vật đó nếm mùi cay đắng đi. Mình đang chờ câu nói đó đi. Hả? Chơi ăn gian vậy? Mình nghĩ chúng ta cần kế hoạch mới. Bình tĩnh, có tụi chị đây rồi. Hình như nhóm Bexolit đang gặp rắc rối ở trên đó. Đừng lo, bắt Lumi. Đi theo chị, tụi chị sẽ dẫn các em tới nơi an toàn. Họ cần chúng ta. Chúng ta cần phải làm gì đó. Thưa chủ nhân độc ác, lỗi đã không có ai bảo vệ. Hãy gửi thêm Star Jumpy tới và tất cả ánh sáng trên Hipshot sẽ làm của ngài.
Thật tuyệt vời, mọi thứ đều diễn ra theo đúng như kế hoạch của ta. Tất cả ánh sáng của cái loại ngài này đã bắt lòng. Obscurum đã quay lại rồi, chúng ta phải nhanh lên thôi. Ở đây sẽ an toàn, các em đừng ra khỏi đây, biết chưa? Stella chờ đã. Không, mình nghĩ mình bị quan tưởng rồi. Trực tiếp tấn công chỉ khiến tình hình tồi tệ thêm, chúng ta cần có chiến lược khác. Có lẽ mình nghĩ ra rồi. Bloom, có chuyện gì vậy? Em biết cách ngăn con quái vật lại rồi, nhưng em cần anh làm mồi nhử. Cứ nói cho anh biết là cần phải làm gì đi. Hướng này nè, kẻ xấu. Đến bắt ta đi. Các bạn, giữ nguyên vị trí của mình. Là lúc này, Wings, kết hợp sức mạnh của chúng ta. Sức mạnh Cosmic siêu tâm tinh. Các ngôi sao của chòm sao Hydra đã quay về đúng vị trí. Ôi không, gì vậy hả? Vong to sẽ tức giận cho mặt thôi. Ngươi lại thua nữa rồi, Obscurum. Gọi Stajamis của ngươi về và đầu hàng đi. Không bao giờ, ta sẽ cùng chiến đấu với các cô. Đầu tiên nữ. Ý ngươi là Specialist đó hả? Cùng đấu một trận ra trò nào. À, được rồi, ta sẽ rút lui, nhưng vẫn chưa kết thúc đâu đó. Đi thôi Bạch Long, rút lui. Là một Lumen. Em làm cách nào vậy hả Twinkly? Em không biết. Em chỉ muốn bạn ấy ở lại với em và bạn thân nhất của em đã trở lại. Mình nghĩ mình biết. Cảm xúc của Twinkly bằng cách nào đó đã khiến cho Lumila nhớ ra em ấy là ai trước khi bị biến thành Starizumi. Có thể nếu các Lumen thể hiện tình cảm với các Starizumi thì có thể sẽ phá được thần chú của Voltor. Thật là hay quá. Hãy cùng ăn mừng đi nào. Bằng một buổi biểu diễn nhỏ. Thay mặt toàn bộ các giáo sư của nhà trường, cô rất tự hào khi có thể được chào đón tất cả các em về đây tham dự lễ kỷ niệm thành lập của trường. Và bây giờ, hãy bắt đầu buổi tiệc hôm nay bằng buổi biểu diễn của nhóm Wing. Nè, cậu đang làm gì ở đây vậy? Làm theo đề xuất của cậu nè, khiến cho Miêu Sa không thốt nên lời luôn. Ồ, vậy cậu tính làm gì đây? Nhờ vào cái máy chiếu này hết đó, cứ chờ xem. Looking at
Anh chỉ muốn làm cho em bất ngờ thôi mà. Ồ, thật sao? Cảm ơn nha. Không ngờ anh lại biết em thích làm trung tâm của sự chỉ trỏ bàn tán. Thiệt là hết nói nổi mà. Em lại nổi giận với anh nữa sao? Sao em cứ luôn tìm cách nghĩ khác đi vậy? Đôi lúc em cảm thấy anh không hề hiểu em gì hết. Hả? Anh không thể tin được. Cậu ấy chỉ muốn làm điều lãng mạn thôi mà. Sao Musa lại không chịu hiểu vậy? Lãng mạn hả? Anh ấy là Musa bị quê trước toàn trường kìa. Nhưng cậu ấy có cố gắng, Musa có thể nhìn thấy điều đó trong mắt của cậu ấy. Chờ đã, anh bênh vực anh ấy sao hả? Vậy em đang bênh vực cho Musa sao? Volta và Obscurum có ý định tấn công ngôi sao mới là Sidereia với một chiến lược khác. Khi nhóm Wiz đến giải cứu Sidereia, họ phát hiện ra các Lumin của Sidereia, lại nghĩ rằng chính họ mới là những người muốn lấy trộm kho báu của ngôi sao.